cùng chủ động giống em nha. Hướng nội, hướng nội vậy. Rồi bây giờ chơi trò chơi Lady First. Nói chuyện đúng rồi đúng không? Cái này trả lời không được hoặc là không trả lời được, không thể tiết lộ được thì sẽ bị đánh một cái. Không, bắt buộc phải trả lời đúng rồi. Bắt buộc luôn hả? Đúng rồi. Đó, không thể không nể không nhận gì sao? Thì phải chi trả một chầu ăn ở Sỏi Thái. Wow. Thôi mắc lắm, mắc lắm, mắc lắm. Thì đó vậy mới là chơi chứ. Thôi vậy thôi, nói chuyện đúng rồi luôn vậy. Đúng rồi thì tùy em thôi. Rồi em hỏi trước ha. Đó là sự lựa chọn. Nghe đồn Phát đang quen Nguyên Thảo phải không? À, ngậm bù hòn cái gì? Một câu sợi khái. Đúng, đủ rồi. Đúng, đủ rồi hả? Đúng rồi. Hay chưa? Em là người của Madison cày vô đúng không? Không, em là công chúa của Madison. Có một đứa cánh là hoàng tử, người ta là công chúa của Madison. Sao hỏi gì? Quốc gì mà cản phước vậy? À, nghe nói Ngọc Hoa sắp mua xe hơi đúng không? Đúng rồi. Trả góp nha mọi người, sắp thôi, trả góp thôi, sắp trả góp thôi. Giàu lắm mọi người ơi. Tiếp nha. Nghe đồn Phát là chủ tịch ngầm đúng không? Ngầm quá không ai biết luôn. Mà đúng không? Một món ở đây rẻ nhất là bao nhiêu? Không nói được đâu, nhiều lắm, mắc nhiều tiền lắm, lắm. Đúng lắm, rồi. Ngon lắm, mắc tiền. Với cái vị trí này mặt tiền quận 3. Cái này cỡ xương xương là 500 mét vuông ha. Wow. Đúng rồi. Đâu tiền giá nó cũng không rẻ đâu. Nghe đồn Ngọc Hoa ngày xưa rất là đa tình đúng không? Đúng rồi. Ủa em không suy nghĩ luôn hả? Có gì nó thiệt cái đó mà. Em đâu có gượng ép nhanh đâu. Ủa? Có gì nó thiệt, anh hỏi thằng cái thiệt của em không à? Anh tưởng đó là bây giờ em là có gia đình rồi, có chồng, có con thì em không như là... Gì chứ, chồng em biết em quá khứ em hết. Lắp quá khứ lại chứ. Chồng em quá khứ còn ghê hơn nữa. Đa tình hơn em nữa. Bây giờ hai đứa đa tình đụng hai đứa đa đình thì kiểu như là nó cải tà quy chánh. Cải tà quy chánh. Nó quay về làm người. Ủa chứ đó giờ không có làm người. Chưa làm hải tặc không à, giờ làm người. Xưa là đi rồi, hồi xưa là hải tặc. Quen này bỏ kia còn nữa kia. Wow. Hư đồ. Hay quá, cạn phước đây. Cạn phước, bây giờ tích phước lại rồi. Giờ yên ngắm rồi. Giờ thấy tích nước nhiều. Tới em. Rồi. Nghe đồn. Nữa hay nghe đồn quá. Em đồn thôi chứ ai biết ai đồn. Nghe đồn gia đình cục xúc anh lời 100 tỷ đúng không? 100 tỷ đúng không? Đúng không? Chứ em đi đâu người ta cũng nhận ra em là trong gia đình cục xúc. Tới ông cha sở luôn. Em đi quay chương trình về một vụ luôn. Cha nói là ý, cái con hổn hổn nè. Thấy hay không mọi người? Từ gia đình cục xúc ra ai cũng nói là em hổn, là người ta nhớ em mới dai đó không? Em nói cái cha cái phim nó trầm tịnh. Cha có kêu lại cha giáo lý không? Tại thấy hổn quá. Cha nói hổn là đáng. Đáng. Tại cha với mẹ nó không có được. Mẹ cha này còn của mẹ này là dùng tiền đi đâu rồi? Rồi thì đúng rồi. Thấy chưa, em nói không sai mọi người. Bao nhiêu phần là âu tóm hết bao nhiêu rồi mọi người hiểu không? Ở đâu ra? Ở đâu ra? Đúng rồi, mới kêu đúng rồi. Mới nói đúng rồi. Thì đúng rồi. Rồi. Nghe đồn là... Nghe đồn nữa. Đuối lý cái kêu nghe đồn không mà. Nghe đồn là Ngọc Hoa chuẩn bị sinh em bé thứ hai đúng không? Không. Nghe ngát. Trời ơi, ngát quá. Thôi thì đúng rồi. Ngán lắm mọi người, mới đẻ đây 5 tháng thôi bị kêu em đẻ lên chết luôn. Không, người ta thấy ngán ta sinh năm 1 luôn. Tức là lo cực một lần rồi thôi. Nhưng mà cái nghề mình á, kiểu như mình nghỉ lâu quá người ta quên. Em là dạng là may mắn á, là sau khi em đẻ 1 tháng là mọi người kêu em đi làm lại đó. Là người còn lại gọi là may mắn nha. Còn không là sẽ bị nghỉ thai sản rất là lâu. Trộm vía, trộm vía. Mà người ta sẽ không nhớ mình đâu, kiểu như trong cái giới của tụi mình nó kiểu như là qua một cái đợt là bắt đầu có người mới lên luôn luôn. Bất kể một ngày nào sống sao, nước liền đúng không? Gặp đẻ nữa xô cái ngã rượu liền. Không đứng lên nổi. Mà em hên là mọi người còn nhớ tới em, còn may mắn là còn mọi người còn kêu em đi làm lại được. Có không ngồi là em cũng nghĩ hơi lâu. Hơi lâu ha. Nên là thôi thì anh hỏi thì em cũng kêu đúng rồi, đỡ đi chứ. À chẳng muốn hai ba đứa, bốn đứa. Rồi.
Mà đẻ nhiều có nuôi phụ không mà sao mà thô nôn quá trời là nôn mà. Rồi, em không cần anh nuôi, anh chỉ chuyển tiền thôi. Chuyển tiền nữa. Tinh tinh là đủ lớn rồi. Đúng rồi. Tới em phải không? Nghe đồn nữa. Lên đồn anh... nghe. Cái tin này nghe có đồn này. Anh với Nguyên Thảo tính đẻ 100 đứa con đúng không? Âu cơ hay gì má? Đó, Nguyên Thảo nói em mà tính làm âu cơ. Bộ em hỏi là Thảo ơi sao chị ốm quá vậy? Thảo kêu là không biết, người ta ăn không vô. Nói chuyện gì là ngán rồi. Chỉ có ngán thôi. Mà đi phim về với Phát là thôi chị thập xong là dính rồi. Công chúa mà đi sao? Thảo kêu là bây giờ chỉ có Thảo đẻ thì Thảo mới mập ra thôi. Thảo đẻ con rồi em đẻ xô xồ đúng không? Có đâu em đẻ nói. Đẻ content cho Madison phải không? Thảo mới nói là Thảo phải cưới Phát thì xong rồi Thảo đẻ con cho Phát thì Thảo sẽ mập lên. Nếu Thảo đã âu cơ thì Phát sẽ âu cơ. Get up and give hope a try. Don't let the chance pass us by. All we gotta do is give the world a little bit of love, love, love. Thảo, ghê chưa, ghê chưa. Ngày nhiều cô Thảo tính hay quá ha mọi người ha. Hay hay hay, Thảo Thảo ha. Đủ chưa? Đủ 5 câu chưa ta? Chưa, còn câu cuối. Phát còn câu đúng không? Đừng đồn nữa, nói thiệt đi. Nghe đồn. Em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được vai diễn đúng không? Chị ơi đúng rồi. Nói cho anh vậy thôi chứ là không thể nào mà đánh đổi mọi thứ được. Không, em mới vừa nói đúng rồi. Khổ ghê, thì đúng rồi. Chứ không phải đơn giản mà em có được cái vai Ngọc Quạo đâu. Không, cái đó anh đang nghĩ em. Không em. Không. Em là mua dai rồi, để cho tụi khui ra chứ. Cái đó là do tụi em hổ ngoài đời. Cái anh thấy cảm hứng quá, cái anh viết lên cái bộ phim đó. Anh mời tụi tôi cho bằng được, tại tôi quá hợp dai. Chứ không phải là... Nghĩa là có một cái cơ hội nào đó, ta mời em mà bắt buộc em là phải xa chồng xa con một khoảng thời gian thì em chịu không? Không. Tại sao? Tại vì tiếp người của em là tiếp người gia đình. À. Ừ. Dành ai thì ai mà. Ừ. Mọi người thì nói trời sao lấy chồng đẻ con sớm vậy, xong rồi đi làm hỏi gì nó không biết. Em là cái tiếp người thích có gia đình. Làm việc thì vẫn làm thôi mà em thích có gia đình kiểu vậy mọi người, nên là có người là thích chọn sự nghiệp, có đúng người rồi. Chọn gia đình hay ha. Mình có thể đồng hành được mà, nghĩa là em không nhất thiết phải là làm một cái nghề. Em không nghĩ là mình cũng 61 mình già mình không làm nghề gì nữa. Em thích kinh doanh, thích này nọ kia à, nghĩa là kêu đánh đổi một cái gì đó quá sức em không muốn làm vậy đâu. Em làm nghề bạc tham á đúng không? Đúng rồi, em nhảy mà. Này mà thấy em làm phục vụ quán này mấy hồi.